Ok, hôm nay anh em. Hôm nay thì chúng ta sẽ chơi một con game mới. Game này có tên là American Arcadia. Đây, một con game thể loại giải đố mà phong cách kể chuyện rất là nhiều. Chúng ta lướt lướt qua thử cái trang tem phát. Game này là thực ra nó giống anh em đang xem một cái bộ phim hơn là anh em đang chơi game. Cái yếu tố giải đố chính của nó vẫn là mang yếu tố point click nè, là anh em click theo cái hướng chỗ chuột á. Ngoài ra thì nó còn mang cái yếu tố là cinematic rất là nhiều nữa. Nên xem con game này á, anh em giống như mà đang xem một bộ phim ngắn thôi. Thật ra phải theo dõi khá là nhiều, với lại nó cũng có rất là nhiều chữ nữa. Thì tôi cũng cố ý củng cố mà dịch dịch thoát ý cho anh em, để anh em có thể theo dõi được con game này trọn vẹn nhất có thể thôi. Chứ mà chính xác luôn mà dịch như dịch cabin thì hơi bị khó. Theo cái đoạn trailer này tôi coi hồi nãy á, thì nó đoán là chúng ta bị cuốn vào một cái vụ việc đen tối gì đó thôi. Cơ bản thì chúng ta vẫn là một cái người dân bình thường, chứ không phải là một đặc vụ siêu nhiên hay là cái gì đó. Vẫn có một vài cái yếu tố mà giải đố tương đối nhiều ha. Rồi xong, chuyển sinh luôn. Rất là nhiều cái giải thưởng của con game này luôn nè. American Arcadia. Game này không biết Việt Nam mình có ai chơi cho nó, để lên tôi lướt lướt thử. Game này ra mắt cũng là cuối năm ngoái rồi, tầm tầm là giữa cái mà quý cuối năm ngoái. Hiện tại thì đang trong cái dịp mà sale mà quý hàng tuần, hàng năm, hàng tháng gì nè của Steam á, một năm có 4 cái mùa sale lớn á, nên game này cũng đang sale, giá giảm 25%. Game này tiếc cái là không ngôn ngữ tiếng Việt ha. Game dịch rất là nhiều ngôn ngữ luôn. Rồi, vô game thử coi sao. Hy vọng là chúng ta có một con game giải đố tạm ổn tí. Chứ tôi thì đánh giá cũng khá cao này đó. Có điều là chữ hơi nhiều thôi. Game này nó rất là nhiều chữ luôn, chứ không phải là chữ hơi nhiều nữa. Nên anh em xem là theo dõi tôi dịch tầm bậy thì thông cảm nha. Game làm bằng Unreal Engine nha. Nhấn Enter để chơi. Hồi nãy thì do tôi option setting thử một phát rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu game thôi. Có cái tiếng gì ta? Giống như cái tiếng mở máy camera vậy đó. Đây là cái kiểu mà camera kiểu cũ nè. Đây là cái gì đó quanh xanh. Đây là dự án mới có tên là Arcadia. Bên dưới cái mái vòm này, đây là một cái thành phố giống như là một cái thành phố ngoài vũ trụ vậy đó. Ngoài vũ trụ nhưng bây giờ nó là một cái thành phố nằm ở ngay đây đây. Nơi ước mơ của những người trẻ sẽ thành công trong cái thành phố này. Đầy công nghệ và những cái khoa học hiện đại luôn. Như là một giấc mơ vậy đó. Bởi vì nó chính xác là một giấc mơ thật. Để đạt được như đó thì chúng ta cần bay cao và xa hơn. Đây là một cái dự án về cái thành phố gì đó đang được xây dựng thôi. Tuy nhiên nó chỉ là trên cái bản vẽ. Chuẩn bị xong chưa? Giờ chúng ta bắt đầu ghi hình nhé. Rồi, tên tuổi và vị trí công việc. Trevor Hill, 28 tuổi, là quản lý cấp cao tại Inox. I'm also the most popular person in Arcadia. Chỉ là người bình thường ở cái Arcadia thôi. Cái gì đây? Mình là một cái đối tượng cái gì đó đang bị truy đuổi có người gắt gao luôn. Cho mình bị truy đuổi dữ vậy ta. Rồi thoát chưa, thoát chưa? Đang nhớ lại thôi. Chúng tôi biết được điều đó rồi. Tiếp tục đi, anh Hiếu. Tôi có một cuộc sống rất là bình thường. Mỗi ngày như một cái vòng lặp tuần hoàn như đó. Và tôi thích cái kiểu đó rất là nhiều. Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ khoảng là 2 tuần trước. 2 tuần trước thì có cái gì? Tiếng chuông hả? Cái tiếng game nó hơi lớn.
Chào buổi sáng Arcadia, các cư dân Arcadia. Nhiệt độ hôm nay là 77.1 độ, độ ẩm là 53, là một ngày đẹp trời. Một buổi thứ sáu. Nhiệt độ 70 mấy độ này là tín hiệu độ F nha, chứ không phải độ C của chúng ta. Nên nó tầm tầm khoảng mười mấy độ. Hồi nãy đầu game vô là giới thiệu về một cái thành phố với mấy vòm. Tôi nghĩ là chúng ta đang sống trong đó luôn á. Một cái thế giới của giấc mơ và những cái giấc mơ. Mình không biết cái này nó có ảnh hưởng gì nhiều không. Rồi sau đó là cái cảnh mình bị chi đuổi rồi thẩm vấn bởi mà một số như cái cán bộ cấp cao rồi đó chẳng hạn. Họ đang điều tra về mình. Thì hồi ức về cái đó thì chúng ta cũng chạy thôi, cũng chạy rồi mà không biết là thoát hay là bị bắt lại. Bây giờ chúng ta bắt đầu kể về cái sự kiện mà 2 tuần trước. Tại sao chúng ta rơi vào cái tình thế đó. Xin chào cô bác. Tận hưởng bắp cải buổi sáng á. Cô bác là con rùa mình nuôi hả? Tính ra thành phố này cũng sạch đẹp lắm chứ. Gạch men lát lên tường rồi cái thứ nè. Đâu tôi coi, dọn dẹp đi. Ồ, có gobo hút bụi đầu. Chuyện trò phết đó nha. Thời bé thì chơi game rất là giỏi luôn, còn bây giờ thì không được như xưa nữa. Tuổi già mà ai cũng phải vậy thôi. Con game này nó vừa cổ mà vừa hiện đại à. Anh em nhìn cái máy chơi game này nó rất là cổ luôn nè. Cả cái màn hình mà nó cũng dày dày vậy nó. Nhưng mà kiến trúc với mấy cái công nghệ nó thì lại rất hiện đại. Đúng là một thế giới trong mơ luôn á. Cái gì đấy? Cái gì mà rung rung cái gì vậy? Cảnh rất là đẹp đó. Nhìn dựng ti 2D nhưng mà đậm chất 3D luôn á. Đơn hàng đã được vận chuyển thành công. Chào buổi sáng. Mình đúng là sống trong một thành phố trong mơ thiệt á. Monogai chiến tàu trên không á. Ba bức tượng rồi. Mình đang chung mà cái chiến tàu với một em hướng dẫn viên du lịch nào luôn. Giờ kế lại nát, ai nát là cái tòa nhà mình làm việc á. Hồi nãy trong cái lúc phỏng vấn thì mình có giới thiệu mình là quản lý cấp cao ở chỗ này. Đúng cái thẻ vô á. Mình đã làm việc ở đây là 9 năm 10 tháng và 4 ngày 14 ngày. Hồi nãy mình 29 tuổi, vậy là lúc 20 tuổi rồi mình vô đây làm việc tới bây giờ luôn. Một cuộc sống là như một cái vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại hoài vậy đó. Cố đạt cái điểm cao hơn nha Mitch. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nãy giờ nói về cái trò mà bắn tàu không gian nó hơi bị nhiều á. Chỉ là vấn đề thời gian để có thể đạt điểm cao hơn mà thôi. Không khó đâu. Cho vào. Đi vào dự cái buổi tiệc tối nay chứ. Nó ở lại mơ lúc. Tôi là đang có một cái dự án bị chậm tiến độ. Hãy tận hưởng mà không có người chủ trì buổi tiệc giỏi như tôi nhé. Anh là nhất. Anh là nhất. Nhìn mình vậy mà cũng ăn chơi quá không? ADA là một trong những cái máy tính xử lý mạnh nhất với cái công nghệ INAC bên trong. Mình là có khả năng làm trong công ty công nghệ này đó. Chào Gus. Đi tập gym không? Không cần phải tập gym để giữ cơ thể này đâu. Tôi coi game của là hiu rồi. Còn bữa tiệc Blitz tối nay thì sao? Có một vài việc cần hoàn thành ở đây cả. Thư giãn tí đi anh bạn ơi. Tôi đang tận hưởng cái công việc của mình. Gomano sẽ là quản lý mới của chúng ta. Gomano là ai? Gomano hả? That guy is a moron. Validated. You know, Gus, sometimes I get the feeling that only absolute. Tôi cảm thấy là cái chỗ làm của mình á, những cái kẻ ngốc hoặc là ích kỷ hoặc là đáng ghét thì mới có thể lên chức ở chỗ này được. Validated. And I'm not. But William Romano, man. Romano hả? Hai thanh niên này thì có vẻ là không thích thanh niên Romano lắm.
bỏ lại lo lắng ở phía sau của cuộc sống và tận hưởng cái chuyến nghỉ dưỡng này, khám phá thế giới, tạo ra những kỷ niệm khó quên. Bây giờ bạn có thể tham gia vào Arken để trải nghiệm những thứ mà chỉ có thể xảy ra trong giấc mơ của bạn mà thôi. Đang giới thiệu về cái chuyến du lịch nào đó. ADANF. Mr. Hills, you haven't really told us anything out of the ordinary so far. Do you really need to go through? I know what I've told anh kể cái câu chuyện hơi bị xa quá rồi đó. Bây giờ anh có thể tập trung vô vấn đề được không? Còn 9 ngày trước khi xảy ra cái sự kiện hồi nãy. Cái công việc của mình nó giống như một cái vòng tuần hoàn đó, nó lặp đi lặp lại hoài luôn. Bây giờ là lại một buổi sáng khác. Nhiệt độ hôm nay là 75 độ. Độ ẩm là 66%. Anh em nhìn cái nhà nó đúng kiểu nhà giàu luôn á. Xây nguyên một cái khu trống hoang gì luôn nè. Buổi sáng thì cửa tự động mở ra ánh sáng bay vào. Chào buổi sáng. Vẫn là các em hướng dẫn viên du lịch này giới thiệu về cái mà thành phố nữa. Ủa, ghét rồi. Anh ấy bị bệnh hay là... Tôi không nghĩ vậy đâu. Sáng nay thì anh ấy đã rời đi rồi rất sớm. Chúng ta còn rất nhiều cái dự án đang mà chờ ở đây mà. Cuối cùng thì mình phải tự giải quyết mọi cái vấn đề ở đây thôi. Được lắm thằng Gus. Tự nhiên mình đi làm mình còn... Anh em làm IT là cũng làm như thế này không á. 3 giờ trước rồi mà vẫn chưa xong cái nhiệm vụ nữa. Nhấn tab để mà check cái camera an ninh CCTV. Làm gì? Active cam là chỉ có cái không thôi. Mình đang ngồi làm việc ở đây nè. Sao chỗ của mình hơi bị mà phèn vậy ta? Này gì? Này này này. Cái béo gì? 6 ngày trước cái sự kiện nó diễn ra. Hồi nãy là 9 rồi tới 7. Ủa? À không. 9 rồi tới mấy ta? Rồi tự nhiên bây giờ nhảy ra 6 vậy? Có rất là nhiều cái camera an ninh đang theo dõi chỗ này luôn nha. Tại sao? Người ở đây nó cứ đơ đơ làm sao, ít cái hoạt động. Nhưng mà anh em nhìn kỹ thì vẫn thấy có những cái chuyển động nhẹ nhẹ nha. Đúng là thanh niên mà dân phòng thiệt, anh em nhìn cái tướng đi rồi. Chào những cư dân của chúng ta. Chúng ta có một cái tin tức mới rồi, cái mà vừa chiến thắng cái giải du lịch đó là Gus. Nè, thằng làm chung với mình nè. Gus 31 tuổi, là quản lý cấp cao tại mà INAC. Giống như mình đúng không? Anh ấy đang tận hưởng một cái bãi biển hoang sơ với đàn nước trong vắt. Tôi hy vọng anh ấy mang theo một chiếc áo sơ mi và một cặp kính râm nào đó. Gus was never interested in any of this. Cái quảng cáo mà du lịch hồi nãy trong cái ngày đầu tiên của mình, lúc buổi tối mình làm việc về đó, mình có coi tivi thì thấy quảng cáo nè. Rồi tới bữa hôm sau đi làm thì thằng Gus nó mất tiêu rồi. Người ta nói buổi sáng nó có vô làm, sau đó thì nó bỏ về sớm. Hôm nay mình đi làm thì lại thấy nó đăng tin nó trúng cái giải thưởng du lịch rồi nó đi luôn rồi. Vợ mình đi làm hết trời. Cảm giác như thằng bạn mình nó trúng số rồi đó. Tôi thì không gặp được anh ấy nữa. Họ thăng chức cho tôi lên thì sau đó thì Gus lại đi du lịch. À, thằng này đầu quản lý mới lên chức nè. Tên là Romano. Tôi biết đó, anh ấy không phải là cái dạng người nói nhiều đâu. Fiji. Một cái hòn đảo nghỉ dưỡng rất là tuyệt vời. Dù sao đi nữa thì hoàn thành cái báo cáo vào ngày mai nhé. I'll be ready, Romano. Don't worry about it. Tôi đang cố đây, Romano không biết nữa. Cái thanh niên nãy mô tả cái thằng Romano á. What on earth? Cái sự kiện này nãy giờ diễn ra hai lần rồi nha.
Tự nhiên mà có tiếng đèn nó chớp tắt xong rồi bật cái bản nhạc đó lên đó. Ủa chết này, ngày mấy tôi chưa kịp nhìn nó. Ngày 5 phải không? Nếu như hồi nãy ngày 6 thì bây giờ ngày 5. Bắt đầu có cái gì đó là lạ rồi đó. Hồi nãy là 10 năm 9 tháng. Rồi rồi rồi. Có, hay như con đang silit luôn. Không ai nhận ra cái thay đổi này à? Chuột ở đâu rồi đó? Đây nè, đây nè. Ủa, chỗ này mới hả? Lần đầu mình ra đây luôn á. Thế, chào Francis. Thành phố làm rất là đẹp nha, anh em nhìn để ý thấy có mấy con chim nó bay bay luôn kìa. Xe thì chạy hai làn đường luôn, thanh niên đó ôm cua với tốc độ mà ánh sáng luôn. Ai đây? Chào đây. Có, anh có thấy cái điều gì kỳ lạ giống như là tự nhiên đèn nó chớp tắt này tiếng nhạc nổi lên không? Có khi nào là cái đó nó chỉ xảy ra với mình thôi, nên có khi nào mình sống trong một cái mô phỏng không? Tôi nghĩ là chúng ta sống trong một cái thế giới mô phỏng luôn á. Phải có một cái điều gì đó hợp lý để giải thích những cái điều này. Một ngày trước khi mà cái sự kiện kỳ lạ nó diễn ra. Có khi bây giờ chúng ta là vô cái cốt truyện chính rồi đó. Cái gì đó? Nó đang nói xấu sau lưng mình thấy gì? Nhìn anh em nhìn cái văn phòng của người ta thiết kế là đã dữ thiệt á. Nhìn nè. Như Google luôn. Sao mình hiện lên cái màn hình kìa? Ai làm cái điều đó đó? Thằng nào làm cái trò này đó? Không có ai nhìn vào cái màn hình này à? Chắc có là do căng thẳng làm việc quá thôi. Chợ gần đây mình làm việc không bị nhiều rồi đó. Cần phải gặp bác sĩ sớm. Không có tâm trạng để chơi nhạc bây giờ. Mình đang lo lo là không dám bật cái con gobo hút bụi luôn. Cô bác, tao không bị khùng phải không? Tao không bị điên phải không anh bạn? Rồi, cố gắng một cái giấc ngủ ngon. Mà nãy giờ hơi bị kỳ lạ nha. Those were probably the worst 2 weeks in my entire life. Or at least the weirdest. Although it was nothing compared to what I was going to experience later that day. Mình đang kể về Do you cái know they even chuyện had a mấy cái name điều mà for lạ lạ trước khi xảy ra cái ngày it? đó. Yes, that's it. The day the running started. Tại sao mình lại bị chi đuổi vào cái ngày hôm nay đó? Chạy băng băng ở trong cái rừng rồi máy bay trực thăng rồi nó tìm kiếm mình. I'll finish here, go back home, have a glass of warm milk. Rồi, hôm nay là thứ sáu rồi, cố gắng làm việc nhanh này sau đó. Về nhà uống một cốc sữa rồi nghỉ ngơi. Lại quảng cáo về cái trò du lịch đó kìa. Chúng tôi vẫn đang cái nhận đơn đăng ký đó thôi. Mình vẫn là không quan tâm cái đó luôn á. Thằng Gết nó đi du lịch tới giờ nó chưa về nữa. Mà có khi nó nghỉ việc. Today's tasks. Nothing like some routine stuff to keep your mind occupied. Anh em làm IT mà học nhiều quá, làm nhiều quá sau này cũng bị gì luôn á. Rồi, chớp nháy Oh, đèn bật come lên tiếng nhạc on! đó. I didn't even save. Cúp điện rồi, cúp điện rồi. Hey guys, did you lose your
Gus is cái gì? Dead. Thằng Gus chết rồi hả? Sao thằng Gus chết quê vậy? À không, hay là nó bị đứng hình ngay cái đoạn đó. Anh em nhìn cái mà cover trên đó kìa. Tôi nghĩ cái chuyến du lịch đó là thanh tẩy lắm. Nó đưa mình đi, nó thanh lọc mình luôn á. Có chúng ta đang sống trong cái thế giới giả lập á. Đoạn đầu game nó có nói về cái mà máy vòm á đó, thành phố trong máy vòm á. Đông Bi à phone lão quá vậy. Đi ngược lại nó có hiện đâu, thử coi. Không không không, nó chỉ hiện một lần thôi. Cửa thang máy. Nhấn nút thang máy. Giật mình. Trevor, nghe kỹ nè, tôi không có thời gian nhiều đâu. Sớm thôi, ở cái phòng gặp mặt á, người giám sát của bạn sẽ chúc mừng bạn vì đạt được cái giải thưởng ad Trevor đó. Nghe thôi, ba đại lý du lịch sẽ có mặt cùng anh để sắp xếp mọi thủ tục giấy tờ. Nhưng nếu rời đi cùng họ, anh sẽ không bao giờ trở lại nữa. Tôi chưa bao giờ gửi cái đơn mà tham gia cái trò du lịch đó cả. Gết cũng vậy luôn. Theo hướng dẫn của tôi, khi mà rời cái thang máy á, chỉ có một cơ hội sống sót duy nhất. Đó là... là cái gì? Có quái gì vậy? Bây giờ mình đang bị gọi lên văn phòng. Trên văn phòng nói thằng này hằng trong mà cái TV nó cảnh báo mình trước luôn. Là khi mình lên đó là mình sẽ nhận được cái phần thưởng trúng thưởng cái chuyến du lịch mà trong giấc mơ lúc mình coi TV buổi tối hay là thằng Gết nó trúng á. Nhưng thực chất mình đâu có nộp cái đơn mà ứng tuyển rồi đâu. Đâu nộp cái đơn nào để mà tham gia giveaway cái đó đâu. Nhưng mà cuối cùng vẫn bị gọi đi trúng thưởng. Thì bên này nó cảnh báo mình mà đi theo tụi nó là coi như đi luôn á. Chính cái thằng Gết cũng bị gì luôn. Nên bây giờ ra khỏi thang máy là nó kêu mình bỏ chạy đi. Nhìn những cái thằng đó giống mà những cái thằng trong nhân viên du lịch đúng không? Đi thang máy đến cuối hành lang, đi thẳng lên tầng 20. Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì cũng đừng có dừng lại. Đéo đâu, không có vô đâu, đừng có kêu tao. Rồi, mấy nó đuổi theo mình rồi kìa. Anh em mà trúng giveaway của tôi là cũng bị gì đó nha. Nhớ đừng có nhận giải, trả giải là do tôi. Em xin lỗi mà. Rồi nó chạy xuống cái cầu thang đó thì mình lên thang máy tầng 20 phải không? Đối tượng đang tiến thẳng lên thang máy yêu cầu được hỗ trợ. Giơ tay lên. Xin lỗi, tôi không thể giữ thang máy đâu. Giờ thì làm gì nữa? Khi đến tầng 20 á, thể băng qua cái khu vực ADA đó và vào một cái phòng siêu máy tính. Tôi không có quyền truy cập vào đó đâu, đừng lo lắng, tôi sẽ lo cái việc đó cho anh. Chữ nó chạy nhanh quá, tôi đọc không kịp, anh em không cảm. Dịch sai hay là sai sót cái gì thì cũng không cảm, tôi mù chữ tiếng Anh mà. Cái phòng này là giống cái phòng server đó hả? Không có lối thoát ở đây. Này cái giọng nói lạ kìa. Nghe tôi không? Bây giờ làm gì bây giờ? Đợi ở đó. Tôi sẽ làm việc nhanh nhanh thôi. Bình tĩnh. Đừng có hoảng sợ, tôi sẽ quay lại ngay. Ủa? But admin permissions are updated daily, so right now. Đúng là mình sống trong cái thế giới mô phỏng luôn hay gì cả. There she is, Kendra Tomlin, my inept boss. She's probably been logged into her computer all day, lurking through her assigned citizen grid, enjoying a quiet day with no incidents. Well, that's about to change as soon as I shut down her computer for myself. Tôi sẽ tắt máy tính của cô ấy bằng một cái cuộc gọi vậy đó. Điện thoại rồi. Đúng là có khả năng mình sống trong cái thế giới giả lập thiệt á. Cái thế giới này nó khác hoàn toàn cái thế giới mà mình đang sống luôn nè. Có khi chúng ta đang chơi game ở trong lúc đang chơi game luôn. Hai cái lọ nước ngọt giống mà Calocula quá ha. Một cái quyển sách. Cái này là Quantum Media. Chữ W nè, logo của họ luôn. Bên kia là quản lý. Bấm nhấn vô đây.
Without them, I'm afraid I can't do anything to help them. Cấp cái quyền bán chị cho Trevor đó. Permissions to help Trevor. Ah, Jesus, I forgot to call Grandpa for his birthday. No matter how hard I try, I always have an awkward expression in my ID photos. Cái con gì đấy? Comet, the canine cadet. Comet. Or as we used to call him in Puerto Rico, Celso, el perro del espacio. Mọi người gọi đó là Perico. Cái con này giống cái đoạn video đầu tiên nói về cái máy vòm á. Cái mà tòa nhà mà cái gì? Cái tòa nhà mà Arcadia mình đang sống trong đó đó. Cái máy vòm Arcadia là có con này xuất hiện đó nè. Nhưng mà ở ngoài đây nó như một cái linh vật nhá. Ủa, di chuyển được nữa hả? Trời ơi. Thanh niên kia vẫn còn ngồi đợi cho giống tội nghiệp không? Đây là game dạng con nít nhưng mà thực ra nó tương tác 3D rất là thú vị nha. Giống mà con game mà Logitech Cup của tôi á. This little plant managed to survive despite my black thumb. Cái cây nhỏ này đã cố gắng sống sót rất là nhiều rồi mặc dù tôi chả chăm sóc nó mấy luôn. Đây đây. Arpad Kovac signed this postcard for me when I met him at TechCon in 1999. Cái anh Kovac này đã cho mình cái chữ ký này vào cái sự kiện nào đó TechCon là năm 1999. 123. I have to admit that changing the billboards was a bit theatrical, but that's the way I am. Cái này là cái chiến dịch quảng cáo thôi. Mình đang làm gì đây? I gotta get my cell phone and hack Kendra. Mình phải lấy điện thoại di động và hack vào cái Kendra trước khi rời khỏi cái văn phòng rồi đó. Điện thoại để đâu bạn? The weather forecast predicts a blizzard for the next 3 days. Dự báo thời tiết sẽ có bão trong vòng 3 ngày nữa. Cái điện thoại mình để đâu được ta? Ngăn tủ thì không mở được. Mình vô ngồi được nha. Ê ê kìa 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 cái điện thoại kìa. I have a severe case Blitzcola. Of addiction. Here you are. Now I only have to access Kendra's computer and unleash hell. And I wrote down her IP here. Oh, how stupid can I be? 1901722823. Số 2 đuôi thì chúng ta chỉ có 232 này thôi. Rồi lại 23. Sorry for interrupting another hard day of procrastination, Kendra. Just a couple seconds to begin the cursing and screaming in 3, đợi tí nữa thì sẽ nghe cái tiếng gào thét của bà. 3, 2, 1. Một lần nữa. Đó. And here it is. Total system shutdown. No. Now Kendra, you better follow the protocol like a responsible supervisor and call Jean. Bắt đầu phàn nàn rồi đó. Chọc được mấy ông sếp như thế này thì đúng là vui luôn á. Đó, bây giờ gọi mấy anh IT lên bắt đầu giúp việc đó. Gene Wynn, the admin guy. Admin guy nữa chứ. Hello. Gene, I really owe you one, man. Okay, the server room will be empty as long as Gene is pulling all of Kendra's aggro. Rồi, phòng máy chủ bây giờ sẽ trống cho đến lúc mà thanh niên đó đang hỗ trợ bà này. So next phase, get inside the server room. Can't be caught on the surveillance cameras. Tiếp theo là mình phải xử lý cái camera ở cái phòng máy chủ đó. Hiện đại quá ha. The hallway to the server room is tracked by 3 surveillance cameras. Hàng lang đến phòng máy chủ. Mình cần đến gần camera và tải lên cái video đã được chuẩn bị sẵn ở điện thoại của mình. Mình đang đi đâu đây? Anh em uống nước ngọt không? Tôi đã để đủ cái lượng đường nạp vào ngày hôm nay rồi. I can be recorded walking through the corridors. But I can't risk being caught on camera trying to enter the IT room. Đi cái đường nào mà không thể để camera ghi lại hả? Those trainees joined the company a couple weeks ago. Thực tập sinh mà được cái phòng như thế này luôn á hả? Trời ơi. Ủa, chỗ này là cái chỗ mình đi ra nè. Bây giờ mình phải đốt xuống cái phòng trung tâm máy tính hay là phòng xử lý gì đó. A complete layout of the 21st floor. Tầng 21.
Mình là từ cái chỗ mà phía trên này nọ phải không? Là mình từ chỗ này mình đi ra xuống đây để mà tránh cái camera á, thì chắc là đi qua cái dãy nha, vòng xuống đây, vòng lên cái lối nha xít, thẳng đây quẹo trái rồi đi thẳng rồi quẹo phải. Ủa? Nè, cái lối ra đây mà. Hai camera mình đi xuống đây. Cái này nó cũng đi cái cầu thang nữa. Kìa, đúng là có cái cửa kìa. Điên này vòng qua nè. Không được. I'm sorry, Michael. As long as Kendra's in the company, you'll always be the runner-up in the corporate lackey. Leslie's office, the third stage technician on the 21st floor, and the poster child of order. Giờ đi đâu làm gì bây giờ? The Arcadia Dome is À, visible cái from Arcane Dome almost kìa. every angle of this office. The weather is probably the only nice thing inside. Vậy là cái Arcane Dome đó không phải là có phần mềm máy tính hay giới giả lập gì rồi, mà nó đúng là một cái thành phố có thật luôn. Trong đó thời tiết khí hậu rất là đẹp luôn, chả buồn ở trong cái khu ngoài này như thế này. Ủa? Hồi nãy là mình trong này đi ra này à. Bây giờ cái camera này là cái này, mình sẽ thay thế cái video này vô. Rồi xong rồi đó. Bây giờ tiếp theo cái camera thứ hai thì tôi thấy nó nằm đâu đây nè. Cái góc nhìn này. Nó là cái thứ ba như thế này. Còn một cái camera cuối cùng, mình đang hack vô mấy cái camera để mình đi là không ai phát hiện được. Đây. Cái giữa. Upload lên, đẩy cái video lên. Nhưng mà nếu có người khác đi ra cái thời điểm đó thì lộ liền. Bây giờ mình phải đi vào cái phòng server. Đây, đây, đây phải không? Giờ vô cái phòng server đó. Mật khẩu luôn luôn là 4 chữ số. Mình không biết mã của anh ấy. Trời ơi, rồi rồi lại ông luôn, ông giết thằng mật khẩu gì đó hả? Dễ đố kiểu quái gì vậy nè, ông cóc ơi, ông học IT mà vậy đó không? The servers are in that room in the back. Thanh niên học IT mà để cái mật khẩu dán lên màn hình như vậy đó, có 4 số còn không nhớ được nữa. Permission. Now I only have to access the servers Bây giờ mình sẽ đột nhập vào cái hệ thống bằng cái quyền quản trị của mình. Got it. Now back to my office to keep helping Trevor. Rồi bây giờ quay trở về trong phòng thôi. Mình đã tự cấp quyền cho mình vô cái phòng đó rồi. Ở đâu ta? Bên này, bên này. Shit, I almost forgot to restore the surveillance cameras before returning to Trevor. Rồi, khôi phục lại hệ thống camera. Yes, all cameras are back to... Hey. Rồi, lỗ rồi. Kendra. You think this is normal? Cô nghĩ mọi thứ bình thường à? I can explain. Seriously, I have tons of work to worry about, and they expect me to meet my deadlines with constant screw-ups. Cái bà sếp này bà đang phàn nàn thôi. Normal. Oh. Oh,
You mean that? No, đúng là không thể chấp nhận được cái việc này, thật không thể tin được. Đây là thứ hai xảy ra cái tai nạn như thế này rồi. Một vài ngày trước thì nó đã xảy ra một lần nữa. Toàn bộ công sức của tôi thì đã đổ sông đổ biển. Tôi nhớ cái điều đó. Tất nhiên, chắc vài ngày trước là mình test thử cái phần mềm này. Làm ly cà phê không? Trong lúc chờ đợi. Xin lỗi, tôi có một số công việc phải hoàn thiện bây giờ thôi. Tôi nghĩ cô ấy đã bắt được mình rồi. Nhìn đã ha, 3-4 cái dàn máy luôn nè. Cái văn phòng làm việc như thế này. Chở bù cho tôi. Chỗ tôi làm á anh em là không có lắp được cái máy lạnh luôn đó. Màn hình thì chỉ có một cái thôi. Cái CPU nó còn không có về cả nó. Game này công nhận đồ họa nó làm chi tiết chứ đẹp thiệt. Cái văn phòng như thế này làm đúng chuẩn quá. Bây giờ mình quay lại thanh niên này. Okay, Trevor, I'm back. Oh, thank God. But wait, your voice is... Mình quên bật cái mà bộ 95 rồi. Lộ cái giọng nói rồi. Oh, it's fine. I'd rather listen to a human voice than... Rồi, nghe giọng của con người thì vẫn là đáng tin hơn. Yeah, what difference does it make now? Có khác biệt gì đâu. Giờ tôi sẽ mở cái cửa lớn đó cho anh. Mở đi. Nhấn nút tab. Chuyển qua cái Amiga này. Bật tắt đèn, mình có thể tắt vô cái hệ thống luôn. Ngon. Phòng máy chủ thì thật sự tối không? Nó không phải là cái phòng máy chủ đâu, Trevor ơi. Đi vào vòng đi. Thấy ghê gì? Bạn sẽ thấy một chiếc tai nghe trên cái bàn máy tính phía trước. Đeo nó vào để chúng ta có thể nói chuyện trực tiếp được với nhau. Nghe rất trong và rõ luôn. Chữ exit. Nơi này là có quái gì vậy? Nó giống như màu cánh gà của cái hậu trường TV vậy đó, của cái đài truyền hình vậy đó. Đây là cánh gà của mà Arcadia. Đáng lẽ đây là với phòng máy chủ của máy tính ADA mạnh nhất thế giới chứ. Hóa ra mình bị lừa rồi. Đây nát. Nghe ghê ghê nha, gọn gọn rồi đó. That doesn't make any sense. INAC would lose millions if they just... INAC can't lose shit because INAC is not a real company. It's just another one of... INAC không phải một công ty thực sự thôi. Tất cả về cái thành phố Arcadia này chỉ là một cái lời nói dối trá là tính. Bây giờ mình sẽ tìm được cái sự thật. Trời ơi, nhìn toàn bộ cái thư từ mình xử lý, mấy cái giấy tờ mình thực ra gửi cho INAC ở trung tâm máy tính xử lý á. Còn là nó xả vô đây thôi. Đó anh em nhìn mấy cái ống mà trắng trắng là nãy là mấy cái công việc mình làm á. Xả vô đây như xả rác nha. Thực ra mình chả làm được cái quái gì luôn. Cái gì đây? Giống như gặp chiếu phim quá vậy. Please, Trevor, have a seat. Ngồi xuống đi Trevor. Đây là phần thứ 55 của cái chương trình American Arcadia. Mật độ đô thị dài 43 dặm, mỗi người dân đều có một cái cuộc sống sao hoa và cực kỳ thoải mái tiện nghi luôn. 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần trên cái nền tảng kỹ thuật số. Nơi có một hệ thống phức tạp hàng nghìn camera ghi lại cuộc sống hàng ngày của 23.000 công dân sinh sống ở cái khu Arcadia này. Tình yêu là ba sự căng đan đấy. Bây giờ á, cái thành phố Arcadia được xây lên không phải là phục vụ cái mục đích gì cả, nó chỉ là một cái trò tiêu khiển hay là cái dự án nghiên cứu gì của mấy thằng bên ngoài thôi. Mình sống trong đây là có khả năng từ nhỏ luôn. Tại hồi nãy nó có đề cập là 23.000 người sinh ra từ cái Arcadia này. Gọi là cái máy bòm này, sinh ra từ bên trong cái máy bòm này luôn. Nên có khả năng là mình sinh ra và sống trong cái máy bòm này từ rất lâu rồi. Hóa ra chỉ là cái trò tiêu khiển của những cái người ở ngoài thôi.
nó coi mình như là một cái chương trình truyền hình, cái chương trình TV á, nói về tình yêu là drama, cuộc sống là những sự scandal bất tận gì đó của những cái người nổi tiếng trong A-Ken này. Nhưng mà cuộc sống của mình nó bình thường quá, nó cứ lặp đi mỗi lặp lại mỗi ngày vậy đó, nên có khả năng là mình bị xóa sổ khỏi cái chương trình này. Favorite Arcadia celebrities: Steve Just, DJ Zoom, Tiffany Amber. Đây là ba cái người nổi tiếng và rất nhiều người nữa ở trong cái thành phố này. Bây giờ bắt đầu bình chọn nè. What is this? This, Trevor, is your life. A life that has been recorded and compiled right down to the Cuộc sống nó ghi hình lại từng giây từng phút một luôn. Why on earth would anybody be interested? Tại sao mọi người quan tâm đến cái cuộc sống của tôi làm cái gì? Đó là vấn đề đó. Không có ai quan tâm đến cuộc sống của anh cả. Tôi khá chắc là mọi người chỉ quan tâm đến cái mà Steven đó thôi. Cái đấy là một trong những người nổi tiếng nhất ở Arkane này. Còn mình thì chỉ số là quá thấp luôn. Một người quá là bình thường. Mình không ngu ngốc hay ích kỷ hay đáng ghét, chỉ đơn giản là quá bình thường mà thôi. Quá bình thường thì không đủ tốt dành cho cái America này. Đó giống như tôi hồi nãy là mới phân tích ra đó. Đó. Mình thì không có gây hứng thú cho khán giả nữa, nên cuối cùng là bị lỗi khỏi cái cuộc chơi này luôn. Rồi thằng Gus cũng bị lỗi luôn rồi. They can't do that, right? They can't kill me, can they? Not legally, but again. Có khả năng mình không phải bị giết đâu, mình lại được tham gia vào một cái chương trình nữa, là cái chương trình sinh tồn để giải trí cho mấy thằng bên ngoài nữa. Nó xây dựng nguyên cái thành phố này, xem cái cuộc sống của người khác như là một cái niềm vui vậy đó. Giống như anh em chơi mấy con game xây dựng á. Trời ơi, mà bây giờ nó lên thực tế luôn. Nhưng mà cốt truyện cũng tương đối dễ đoán. Bây giờ mình biến mất thì cũng chả ai quan tâm đó. Cũng không ai lo lắng cho mình luôn. Nhưng mà tại sao cái con bé này nó lại giúp đỡ mình ta? Nó là cái người xem duy nhất của mình trong cái chương trình truyền hình này luôn. Mình rồi phải qua tòa nhà này, đi đến cái ga monogen gần nhất là cái đường gây trên tàu sắt trên không hả? Không có đường ở đây rồi. Bạn có thể leo lên một số cái mà nơi khác. À, nhấn gần vô để đẩy mấy cái vật dụng ở đây. Cuộc sống chỉ là một cái niềm vui cho người khác mà thôi. Anh em mà xem cái Let Me Go gần đây á, tôi nhớ cái season gần đây nhất cũng có một tập nói về những cái mà cuộc sống thường nhật của những cái con người này luôn. Cái học thuyết đa vũ trụ. Lúc đó là có một cái siêu máy tính nó tạo nên một nguyên một cái vũ trụ mới, trong đó con người sống bình thường hết. Rồi sau đó một thế giới song song á, nó sẽ ghi lại những cái thường nhật đó, nó sử dụng cái siêu máy tính dựng lên một thế giới nữa. Y chang như đi luôn, cũng là một cái show truyền hình nói về những cái nhân vật đó luôn. Thì trong một cái thế giới mà tưởng tượng đó lại tạo thêm một cái thế giới nữa, cũng có một con siêu máy tính nữa, nó lại clone ra một thế giới nữa. Nên thế giới nó đa tầng 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 xuống nè. Giống như trong cái phim Let Me Go. Anh em mà xem cái phim đó thì chơi con game này có thể khá là cuốn đó. Tôi nhớ như season 6 hay season 5 gì đó. Nào, Let Me Go Season 6. Có mà IMDb không? Cái phim Let Me Go này nó chuẩn bị ra cái Season 7 rồi. Tôi nhớ là cái Season 7 hình như là nó công bố vào sang năm lần 2025 á, thì sẽ có cái phần mới. Đây nè, Joanne đi what up nè.
cái tập này nói về một cái người phụ nữ thôi đó. Mình giống phán gì khác phát hiện ra một cái nền tảng phát trực tuyến toàn cầu đã tung ra một bộ phim truyền hình được chuyển thể từ chính cuộc đời nên này luôn của em này luôn. Season 7 thì chưa có. Dự kiến là 2025 nào. Anh em nào chưa xem mà Netflix, ủa mà chưa xem mà Let Me Go, xem thử cái tập này. Tôi thấy nó khá giống như con game này á. Nó có tóm tắt nhiều lắm ta. Cái này là những cái lời bình luận này. Giống như anh em đọc cái review trên mà Steam vậy đó. Anh em nào chưa xem phim này á, có thể xem được. Nó nói về cái đề tài công nghệ luôn. Rất là nhiều cái công nghệ. Đây là tóm tắt cái phần đầu. Nên tóm tắt rất là đơn giản à. Cái phim Let Me Go này, cái phim tiếng Việt là Gương Đen á, nó có trên Netflix hay là mấy cái nền tảng chiếu khác á. Anh em cứ tải về coi. Nó có nhiều phần lắm. Bây giờ là phần thứ 6 rồi, mỗi phần nó chỉ có vài tập thôi. Khoảng 5-7 tập. Thì mỗi cái tập đó đều nói về cái mặt tối của cái công nghệ hết. Công nghệ phát triển ra sao thì con người như thế đó đó. Thì mỗi tập nó là một cái tập phim lẻ. Anh em mà chưa xem thì có thể đâm ngang cũng được. Hoặc là xem từ đầu cũng được. Thử xem là một hai season thôi, nó mất một vài tiếng à. Coi thấy hợp thì coi luôn. Còn không hợp thì mình nghỉ cũng chả sao. Thì cái tập này thì nó cũng đã đá như là cái con game chúng ta đang chơi chứ. Sống là trong một cái show truyền hình thực tế. Làm cái mua vui cho những người khác. Nhảy từ cái độ cao 2 mét xuống mà chuẩn chỉ quá ha. Hey, hey, I can't see anything in here. Could you do something about that, please? À, cái này giống như cái máy chiếu vậy đó. Anh em giống máy chiếu đèn á. Since PE in high school, because of my metabolism, I don't usually gain weight, so I don't usually do any. Okay, I'm not here to judge your lifestyle or your dietary habits. Just save your breath and keep going, will you? Rồi làm sao để đi tiếp ta? À, có cái thang nâng này à? Không. Mình chưa có lên hả? Ủa nó ra à bên này nè. Thấy đây thấy à. Đó giờ mới nâng cái thang nâng rồi thôi. Cái này đẩy đâu có nổi đâu. Cái này thì có bánh xe nên mình kéo được. Núp 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 núp. Anh ấy hẳn là đang ở trong cái cánh gà này thôi. Tốt hơn là làm nên lên. Tôi không muốn gọi cái đội mà kỵ binh đến đâu. Họ sẽ nghĩ chúng ta như những cái thằng ngu đó. Lý do đó là chúng ta không có được những cái trang phục. Đẩy đẩy được. Kéo này ra xong rồi hạ cái đó xuống. Hoặc là mình đeo lên luôn. Không cần hạ xuống. Tắp qua đưa nó lên. Không, không đơn giản gì đâu. Phải đưa nó xuống rồi kéo nó vô. Đó, đưa nó xuống rồi kéo nó vô mới lên được. Chứ đơn giản quá thì thiết kế câu đố cũng phải bình thường chứ. Game dễ.
trong mấy cái phim là lúc nào chúng ta cũng chui vào cái hệ thống mà thông gió đó anh, nó rất là sạch sẽ luôn nha. Chứ trên thực tế ở ngoài đời á, cái chỗ này nó dơ cực kỳ dơ luôn, bụi bẩn nó đóng lại đến mức mà không phải chỉ mạng nhện đâu, nó đóng lại thành bọt luôn á. My fellow citizens, we have a new Edge Travel Grant winner. His name is Rồi, nói công bố mình trúng cái giải thưởng mà đi du lịch rồi. A 28-year-old account manager with no friends and a boring life that nobody gives two shits about. Không bạn bè, không có niềm vui trong cuộc sống. Tất cả mọi thứ rất là nhàm chán. Sorry, I just can't help myself. I know the rules. All grant winners must be publicly announced. Tất cả những người đoạt giải phải là công bố công khai. Who cares about this guy? Anyway, let's take five and we'll record Lúc mà it. công bố giải thưởng thì cũng chả ai quan tâm đến mình luôn. Cuộc sống rất là tẻ nhạt. Mới hai mấy tuổi mà sống như thế này là bình thường đó. Một con quỷ vậy này. Con mụ quét quỷ. Three-hour specials where the Walton Empire's true heiress drags her family legacy through the mud. And the audience loves her. So yeah, she's a horrible person. Sorry, man. Have you seen a guy around here dressed in 70s clothing? Yes, about 20,000 every day. I work in American Arcadia, man. Can't you Đang đi luôn hả? Specific? Yeah, Caucasian male, fair hair. Khả năng là mình đi đến đây nè, mình phát triển cái chỗ này xong mình mới mò mò qua được. Thấy không? Game dễ. Bữa tới đây làm gì đó. Have you seen a guy around here dressed in 70s clothing? Yes, about 20,000 every day. I work in American Arcadia, man. Can't you be a little more specific? Yeah, Caucasian male, fair hair. Oh, what happened? What do I know? Let me fix it. It's working again. Nguyên chiếc xe tự nhiên chờ bá ở đây mà nó không nhìn thấy hả? Số nào à? Biết. Thiết kế câu đố cũng được. Nó bắt tôi phải phạm sai lầm một lần á để mà mình búp bê. Cái này giống như mà cái trình giả lập mô phỏng vậy. Trevor, hide quick. Any news? Not yet, but we've got all the exits covered. Good. He's not going to get out of this building unless he grows a pair of wings. Thậm chí cái màn hình máy tính nó cũng mở luôn à. Shit, plan B, Trevor. Forget about the elevator. You have Quên thang máy đi, anh phải tìm một cái lối khó mà thoát khác. I'm an account manager. Tôi chỉ là một người quản lý mà thôi. Cái duy nhất tôi hơi tìm là cái lỗi trong cái bảng cân đối với tài chính. Có cái cửa sổ trước mặt mình. Mình cần phải lên một cái ga tàu gần nhất chỗ này. Tất cả lối thoát đều đã bị treo phủ rồi, hiểu không? Bây giờ phải đi đường cửa sổ hả? Đã à? Có mấy anh chim bồ câu hồi nãy tôi khen nó đẹp nè. Bình tĩnh, bình tĩnh. Khả năng cái thang nâng nó sẽ đưa mình xuống. Đó. Tựa gần. Hên là chỗ này nó không trồng cây như ở hai cái tầng trên. Hai cái tầng trên dưới á, nó mà trồng cây như hai chỗ đó là mình toang luôn rồi.
Ủa làm gì vậy ở đây? Từ từ đã. Không, vô đây mình chỉ có thể coi thôi, không làm gì được hết. À, chọn camera này mới chỉnh được cái đó. I don't even know your name or why you're doing this. I'd rather not give you more details right now for safety reasons. Hãy gọi tôi là Kovacs vì một cái lý do an toàn. Kovacs giống như tên con rùa của tôi. Kovacs là một cái kiến trúc sư. Yên lặng luôn luôn là giải pháp. Phải học luôn luôn là giải pháp. Ừ, trồng cây mình vẫn đi được nè. Ấy. Ừ không, nó bị mù. Hên là nó bị mù giống thôi là bình toan rồi. Ủa sao lại đi lên mà không đi xuống ta? Thể chất của anh vẫn còn khá tuyệt vời mặc dù bất chấp cái tuổi tác á. Tôi chỉ mới 28 tuổi mà thôi. Anh em thấy học IT là nó bao giờ chưa? Bây giờ làm sao? Thì đúng là không được thiệt. Nhưng mà có hai thằng nó ngay hai cái góc này rồi thì ở bên này còn đó. Đơn giản. Giờ này thiết kế môi trường rất là đẹp luôn nha. Anh em nhìn cái góc nào nó nhìn cũng rất là chi tiết cái danh. Nhìn rất là đã luôn. Nhảy qua thôi. Now what cái quái gì? Chỉ cần nhảy qua thôi. Nhảy hụt một cái là tôi đi luôn đó. Mr. Hills, what are you doing? You're gonna hurt yourself, Mr. Hills. Shit! The travel agents are here. Jump now. Giờ nhảy mẹ nó thôi chứ không nhảy là cũng chuyển sinh nào. Hay là mình đứng lại cho nó bắt luôn ha. Anh nhân viên văn phòng á mà còn tuyệt vời hơn mấy cái thằng mà làm việc nữa. Sao ta? Từ từ. Đổ nó vô chưa nghĩ ra là cái cách giải quyết nữa. Nó không cần phải thu ngắn lại.
chỉ cần quay đi thôi, không cần phải thu lại. Thu lại là không kịp thời gian. Chạy xuống hồ bơi hả? Giống phim hành động dữ vậy không? Đợi đã, anh nhảy tới xuống hồ bơi gửi cái tầng 20. Yes, and while I think it's pretty obvious, I'm not exactly a daredevil. Although in hindsight, tôi không phải là đa ơn vồn đâu. Compared to what I had to do afterwards. Better already? Dry enough? No, I'm still soaking wet. Cô chưa? Sorry about that, but we don't have much time. Get moving before the travel agents get down here. Game cũng được phết đó chứ. Anh em xem là giống như xem một bộ phim luôn á. À, bay cao và xa hơn nè. Wow, he sent a helicopter after me? That's gonna be expensive. Game làm giống mà phim, rất là giống phim hành động luôn, một bộ phim phiêu lưu. Nhìn mấy cái mới kiến trúc nó thiết kế đúng đẹp lắm á anh em này nè. Mấy công trình kiến trúc trong game này, cái bối cảnh nó dựng lên như một cái thành phố mà cực kỳ chất lượng luôn á anh em nhìn coi. Nhìn đúng đẹp luôn. Thiết kế môi trường con game này quá đỉnh. Rồi đến cái ga tàu này nói hoài. Thanh niên sắp U30 rồi đó nha. Nhưng mà thể lực vẫn còn khủng khiếp hết. Lại nữa à. What's going on? Somebody stop that car alarm. There he is. Catch him. Cái quái gì nhanh quá vậy? What's going on? Somebody stop that car alarm. Now, Trevor, run! It's Trevor Hills! Get him! Come here, you! Phải chạy vô lại á. Chạy chậm là nó hút mình liền. Thể lực của ông chú trung niên mà nó dòm như thế này là có khả năng cái cửa để mình đuổi vô á. Đó thấy không? Nhìn cái mặt mày đó gì? Giờ mày sẽ làm gì tao? Đừng có cười sớm như vậy. Tôi hơi phấn khích quá. Đi vào cái sảnh mà say nốt, khách sạn mà say nốt hả? Your holidays in Arcadia are about to begin. Soon you'll be transported to the stunning city of tomorrow. But before you have dinner at the top of the Spire giới thiệu về cái mà nhà hàng khách sạn nó tốt đó, sẽ nghỉ đi cô luôn. Limelight Club, or discover the magic of Cometland. Thậm chí có luôn cái công viên giải trí Cometland. Introducing Access Badge, an amazing tài trợ bởi mà cái Access Badge đây là thiết bị có thể giúp mình đi thẳng vào trong đó tham gia vào các hoạt động dịch vụ ở trong luôn. Your Access Badge will be scanned at the checkpoint terminal on your entry day, and that's it. You don't even need to check in at the front desk. Bạn không cần phải kiểm tra ở phía trước cái bàn gì. Chỉ cần có cái quy hiệu đó là mình có thể đi thẳng vào cái phòng khách sạn và tham gia rất là nhiều cái dịch vụ. Con AutoDroid này cũng sẽ phục vụ mình một cách tận tình nhất có thể luôn. And remember, if you're using the Insta Delivery service, your bags will be waiting in your room just a few seconds after you. Cần cái gì thì cứ đặt hàng đi, chỉ vài giây sau là please nó xuất hiện ngay cái cửa mình. Nên nhớ là mang theo cái Access Badge đó là vào bất cứ lúc nào luôn. Now
you are ready to experience the city of tomorrow as Elijah Walton himself envisioned it. Remember, enjoy your stay in Arcadia and do not break the fourth wall. Game này dài không ta? Có khi ngắn ngắn là thu quốc một cái phá đảo luôn á. Tôi chợt nghĩ là nãy giờ chúng ta vẫn là đang trong cái chương trình mua vui thôi. Thực ra lúc mà chúng ta bị vô lội khỏi cái chương trình á, là chúng ta lại tham gia vào một cái chương trình khác, gọi là cái chương trình chạy trốn chẳng hạn. Thì chúng ta vẫn đang là mua vui cho mấy khách hàng trên kênh mà truyền thông á, mấy cái đứa đang xem tin tức tivi á, chứ chưa có thực sự là thoát khỏi cái trò lố của mấy thằng kia đâu. Chúng ta vẫn đang trong cái tham gia trò chơi thôi. Nhưng mà anh em đợi tí, tôi sẽ thử là How Long Do Bet đã. Coi con game này phá đảo vòng vòng bao lâu. Coi chúng ta chơi 1k thì end luôn không? 6 tiếng rưỡi, không được. 6 tiếng rưỡi thì no hope này. Tôi giờ giới thiệu cho anh em một phần thôi. Còn lại thì có thời gian thì anh em cứ tìm hiểu thêm game này cũng được. Cái khách sạn này có một cái đường dây xe lửa là được xây dựng luôn. I see. So, what's the plan now? Oh, yes. To get you out like any other Arcadia tourist, you'll need one of those badges I told you about. Mình sẽ cần một trong số cái huy hiệu hồi nãy, cái là Accept Badge á. How am I going to get into your suite then? We'll have to slip you through the service zones and then get you to the room floors. Oh, I see. Mình sẽ đi bên một cái cửa trượt bên hông. Vào trong vòng để lấy được cái huy hiệu đó. Có cái huy hiệu đó thì mình đi được rất là nhiều chỗ luôn. Nó dạng như cái thẻ VIP để mình cấp quyền á. Game này đi xuống cầu thang làm chưa tốt nè nha. Nhìn thấy cái chân xuyên qua cầu thang luôn. Đó, nên nhớ mang cái huy hiệu Access Badges của mình mọi lúc mọi nơi. Bộ công thương và truyền thông. Beyond this point, where are your access badge? Guess it's not even worth trying, is it? Ah, forget it. That door won't open. Just keep going until you find a storage door. I'll open it for you. Hey, there's a giant storage cabinet blocking my way. I'll take care of it. Hmm? Okay. Trevor, get out of the way. Oh, yes. Làm sao? À, còn một cái cam trên này nữa. Từ từ. Cái cam này là khi mình đi vào trong rồi. Nè, bấm cái này qua, mình đi vô trong này. Mình đẩy mình qua đây. Mình đưa mình đi. Rồi, qua. Kovacs, I was wondering, wouldn't it have been easier if you just entered Arcadia like a regular tourist and simply handed me the badge? Thanh niên này đang bảo là không có sao mà có một cách dễ dàng hơn á, là cái em mà nãy cái em tên là cái cô bác gì đó đi thẳng vào trong cái máy vòm Arcane này luôn rồi đưa cho mình cái huy hiệu, nó rất là đơn giản, không phải bồng bò như thế này. Tôi phải ở đây để vận hành những cái thiết bị có thể giúp anh. Tôi nghĩ cốt truyện nó không đơn giản như thế này đâu, nó còn vài cái nút tắt hay là mấy cái tình tiết sáng não tươi quýt gì đó. Nãy giờ giải đố thì cũng tương đối đơn giản. Chưa thấy cái gì nó quá là phức tạp cả.
phải có khả năng là đẩy cái này qua kéo cái cục ở lại. Tôi quên nút cần vô mà nãy giờ cứ nhấn nút E với mà đứt chuột không. Lại chưa vô cái cống thông gió nữa hả? À cái thang nâng. Trong mấy cái tòa nhà ở trong khách sạn đó, nó có cái thang nâng như thế này nè. Mình để đồ vô đó rồi mình chuyển lên chuyển xuống. Kovacs ơi. You're always saying we are doing this, we are planning that. I'm gonna assume. Cô mà đang nói về chúng ta thì có ai đó tham gia vào cái kế hoạch như thế này không? Tôi là thành viên của một nhóm gọi là cái gì đó. Nó gọi là Get Out. Mình không phải là cái người đầu tiên mà cần phải trốn thoát khỏi cái chỗ này. Although the event has always been categorically denied. Chấp nhận sự kiện về những cái người ở Washington Media năm 1992 đó, 6 người sinh ra ở Arcadia đã thành công trốn thoát khỏi cái chỗ này luôn. Trước đó thì có 6 người trốn thoát rồi. Một thời gian ngắn sau đó thì Washington Media tên tiếng phản đối cái vụ việc là những cái người sinh ra trong đó để mua vui. Một nhóm những người gọi là Get Out á. Leader là ai ta? Leader gọi là cái người có mệnh danh là Number 6. Nó dùng cái máy biến âm luôn rồi, vẫn không biết tên tuổi luôn, chỉ biết rằng Number 6 là lãnh đạo của cái nhóm mà Get Out này thôi. Cho đến ngày hôm nay thì sau hơn 30 năm á, từ cái vụ mà chúng khó đầu tiên của 6 người đó thì chúng ta vẫn cái nhóm Get Out vẫn còn hoạt động, vẫn là tiếp tục giải cứu những cái người trong này. Có khi là thanh niên Ghost vẫn còn sống á. Nhưng mà tôi không nghĩ là còn sống đâu. Nếu như thanh niên Ghost mà còn sống thì đầu game sẽ cho thanh niên nó thêm rất là nhiều đất diễn nữa. Chứ không phải là vài cái lời chào hỏi mà giới thiệu xa hoa với nhau gì là được. Giới thiệu xa giao với nhau. Tại sao mà kế hoạch trốn thoát luôn luôn là để tôi ở những cái chỗ cao như thế này? Nó là cái tuyến đường an toàn nhất. Chào những cái khán giả tuyệt vời, chào tất cả mọi người. Chúng ta đang ở Swan, hy vọng bạn tận hưởng cái chương trình âm nhạc hôm nay tại mà Sinus khách sạn Get to Toy. Cái gì đấy? Di chuyển cái đầu hoặc là cái cánh, hiểu rồi. Di chuyển cái cánh nào. Rồi, giải đố cũng đơn giản thôi. Để như thế này chơi luôn. Di chuyển cái cánh nào. Để mình leo lên đây. Leo lên đây xong mình sẽ di chuyển cái đầu. Đi đến cái đầu thì lại di chuyển cái cánh để đi xuống chỗ này. Qua đây thì lại di chuyển cái đầu. Ê, ê, ê. Trời, nó trơn quá. Game này giải đố nó cũng được đó mà nó dễ quá. Cứ cái cánh với cái đầu mà thay phiên với nhau thôi. Chỗ này mình nhảy qua nổi không trời? Không, à, phải. Đúng ảo ma luôn, thanh niên này là siêu nhân không chừng á. You know what, Kovacs? I was just thinking of this day when I was in fifth grade. Right before the bell rang. Tôi nghĩ đến cái ngày mà tôi học lớp 5, lúc mà cái tiếng chuông nó reo lên. Có thông biết là cái kẻ bắt nạt của lớp tôi đã là tìm đến tôi. Rồi không chí không thể chống cự là giáo viên đã đưa cả hai chúng tôi bị cấm túc vào ngày thứ bảy. Vì thế tôi đã bỏ mất cái chuyến đi đến Cumberland mà tôi đã chờ đợi suốt cả năm trời. Ngày khốn khổ ấy là một kỷ niệm mà cảm động rất trân trọng so với hôm nay.
cuộc sống tẻ nhạt của thanh niên này do hồi nhỏ bị bắt nạt á, nên lỡ rất là nhiều cái sự kiện mà chơi vui luôn. Có một cái xe để đồ á, cái xe để đồ giặt ở phía trước, hãy vào bên trong đó, đảm bảo là không ai có gì hết nhìn thấy. Xong rồi sẽ có một cái con mà autogoi nó dọn dẹp là tự động đưa mình đến cái phòng trên. Đấy ạ. Bây giờ mình trốn trong cái xe này, có con Gobo nó sẽ đưa mình đi. Tôi phải chờ ở đây bao lâu? Bộ đồ của tôi là ở tầng 90 lận. Khi mà anh vào cái phòng của tôi á, thì sẽ tìm thấy một cái mà cái bộ trang phục đó. Rồi bây giờ chỉ cần chờ đợi thôi. Ấy là tìm cái vali của tôi trong cái phòng. Ba ngày trước. Vậy là mình. Hello, welcome to your holidays in Arcadia. Please leave your luggage on the conveyor belt. Vui lòng đặt tư trang của bạn lên trên cái băng truyền này và một cái vé để tham gia cho em. Bốn đêm ở cái phòng mà hạng sang luôn của cái khách sạn này. Cô là Seba Logan đúng không? Cái túi này sẽ được giao đến cái mà phòng của bạn vào vài ngày đó, trong một vài giây nữa nhé. Bạn có thể mở tìm kiếm, kiểm tra và quét hành lý của mình trong trường hợp bạn bỏ quên bất kỳ các thiết bị công nghệ hiện đại nào ở bên trong đó. Great. Just a few more things. Before your entry day, you must take the Elijah Walton's Dream of Tomorrow ride down this hallway to the left. Rồi, ok, vô thôi. Chết in này cũng hơi lâu đó nha. Bạn sẽ không phần phải xếp hàng chờ đợi đường cao tốc cũng được mà đặt sẵn trong cái phòng của mình luôn. Tóc hoặc bất kỳ đồ thời trang nào có bị coi là lỗi thời đối với người Aken thì cũng không được đưa vào chỗ này. Đây nè, mình đang ở bên ngoài á, mình đi vô cái khu Aken này. Nên bắt buộc mình phải để toàn bộ cái mà những cái thứ liên quan đến trang thiết bị hiện đại ra bên ngoài hết. Giống như cái trong cái thế giới mà máy vòm hồi nãy tôi nói từ đầu game á. Nó thiết kế vừa hiện đại vừa cổ hủ luôn. Nó mang phong cách thập niên 90. Thế kỷ 2000 rồi hợp kích thập niên 90 rồi đó. Nhưng mà nó có rất nhiều thứ tiên tiến hiện đại, giống như là cái màn hình máy chiếu rất là xịn sò. Nhưng mà cái màn hình máy tính nó lại là màn hình vuông. Cũng như có đường cao tốc trên không, trên đường gây vậy đó. Hay là mấy cái con robot bụi tự động hóa đó, nhưng mà vẫn chưa có hệ thống email, chúng ta làm việc vẫn bỏ vô cái hòm thư chuyển đi đó. Nó vừa có hiện đại vừa cổ kính luôn, nên bây giờ người bên ngoài muốn vô cái máy vòm á, phải để lại toàn bộ những cái tư trang mà không hợp cái thời gian đó, không hợp cái khoảng thời gian năm 90 đó ra bên ngoài hết. Cũng không có thiết bị mà công nghệ tiên tiến luôn, như điện thoại di động bị cấm nè, tóc tai đồ quá xịn sò đồ, cái thời trang nào quá đặc biệt là cũng bị cấm luôn nè, thậm chí cái thời trang mà sổ phiên tai xịn sò cũng bị cấm luôn đó. Những cái thứ quá hiện đại á, hoặc là cái thời trang không phù hợp á, thì sẽ không được vào. Thêm 2 giây đấm giảm nữa thì tôi sẽ tức mà ói ra máu luôn á. Bây giờ mình còn phải đưa cái thứ này vào vali để cho thanh niên Chevo có thể mang được á. Bây giờ mình đi đâu vậy? That monstrosity is so high that it even sticks out of the Arcadia dome. Cái tòa tháp cao nhất trong mà cái máy vòm nè. That monstrosity is so high that it even sticks out of the Arcadia dome. Nó cao đến mức mà nó còn lòi ra khỏi cái máy vòm luôn á. Công nhận con game này nó thiết kế chi tiết đẹp dữ thiệt. Chỉ có mấy người mắc bệnh tự huyễn như thế này mới đưa ra cái mà kiểu khắc cái tới mặt của mình lên mấy cái hòn đá. Nó đang đá điểu mà ngũ đại Hokage trong mà Naruto rồi đó. Điều này liên tục lặp đi lặp lại với những cái du khách mà đến cái máy bòm này. Có nghĩa là tiết độ về đừng có phá vỡ bức tường thứ tư. Bức tường thứ tư là nói về cái khái niệm mà anh em biết mình đang sống trong thế giới ảo.
hoặc là mấy cái nhân vật trong chiến tranh biết mình là một cái nhân vật trong chiến tranh nên cố gắng tương tác ra bên ngoài với những cái người đang đọc đang xem, giống như cái nhân vật trong game nói chuyện với tôi á, gọi là phá vỡ cái bức tường thứ tư á. Anh em mà xem mấy cái phim Marvel thì hay thấy cái thằng mà Deadpool nó hay nói chuyện với khán giả lắm, thì nó cũng là một kiểu phá vỡ bức tường thứ tư như thế này. It's highly recommended for all Walton Media employees to install the AA app. It's also highly recommended for all Walton Media employees to give the AA app a 5-star rating. Anh em nên cài cái app này để có thể vote những người mình yêu thích trong cái đó. Tặng được vote nhiều nhất lần này nè. Đã hả? Nhìn nó đúng hiện đại luôn. Anh em như đang livestream trên Twitch cùng những cái cuộc sống của người khác vậy nè. Cái này đúng là Twitch chứ còn cái gì đó. Có chữ màu nè. Poor fools. Poor fools. Tội nghiệp những cái kẻ ngu ngốc. Cuộc sống sinh ra để làm cái trò mua vui cho người khác. Có khi anh em đang sống trong một cái thế giới ảo rồi đó. Ở ngoài có cái thằng đang nhìn anh em hoặc là nhìn tôi đang chơi game là nó đang ngồi cười khẩy tôi đó. Poor Trevor must be crazy about it too. But for different reasons. We'll probably have to get Trevor in this thing to get inside the Cygnus. Đúng là cái máy vòm này thiết kế khủng khiếp liệt, nhìn nó đẹp nó đã. Arcadia was never intended to be this crazy megalopolis. Bay cao và xa hơn. Game này hay. Rất là hay luôn. Nhất là cái đồ họa nó làm thiết kế đúc đá luôn. Nhà của mình thì ở trong một số cái khu này nè. Nè, cái tòa tháp nó cao đến mức mà nó nhô ra khỏi mái vòm luôn là cái này nè. Đó, nó nằm ngay chính giữa luôn á. Gọi là cái tower hồi nãy đó. Nó gọi là cái tower gì ta? Cái tòa tháp chỗ mình làm việc á. That monstrosity is so high that it even sticks out of the Arcadia dome. Cư dân nuôi ở đây giống là những cái con động vật trong cái vườn trí thú vậy. Làm mua vui cho người ta. Cái này là một bản sao xe điện của mà Watson. Không ai biết là cái Watch Mobile thật nó ở đâu cả. Cái này chỉ là cái bản sao chép nó thôi. Nhìn đảo quá nhá. Đây đây. Don Walton and Senator Milton đó đó. Burbank. Ông Don Watson và thượng nghị sĩ là Milton Burbank. Sau cái bắt tay đó thì cái đạo luật Bình Bách đã cho phép Watson Media nhận nuôi rồi nuôi dạy con cái một cách hợp pháp lần sau. Not that I'm a fan of the original American Arcadia, but it wasn't as bad as what we have now. Không hiểu cho lắm. Tức là có thể sau cái đạo lực này thì cái máy bòm nó bắt đầu được công nhận luôn á. This movie is so cool. Cái phim này trông rất là đẹp đó. I love dark fantasy. Cái này giống như là người giữ lâu đài á. Fashion Media. Người đẹp và quái vật. Công nhận con game này thiết kế chỉnh chu dữ thiệt, thậm chí mà ba cái banner phim họ cũng đầu tư rất nhiều luôn. Cái logo này giống mà Việt Nam Mobile ha. I worked on the reboot during my first 6 months here. It was affected by the big shutdown of 2018. And science always finds a way. My child học sẽ luôn tìm ra một cái cách nào đó. Playing songs about science to his piano. It was in this season that American Arcadia went from being a family reality show to the horrible human zoo it is now. Từ cái ngày 4 tháng 9 này, cái chương trình American Arcadia này, người Mỹ trong máy vòm á, từ một cái chương trình truyền hình thú vị nó đã trở thành một cái sở thú giống như mà tôi nói nãy luôn. Vườn thú con người đi mua vui cho người khác. When I was a kid, I used to blink. Khi mà tôi còn nhỏ,
Tôi thường mà nháy nháy con mắt trái của mình để xem mình có thực sự có ma thật hay không. Cái này mấy cái phim nói về tuổi thơ của nhân vật này. À, con lập đề xin đó. Một cái bộ phim kinh điển vào năm 1946. Tôi hơi bị nghi ngờ. Nhà phát hành là Gao Fugi với ao hợp là Lu Game. Đây nè, đúng nè, thấy không? Trời ơi. Cái ông này tự đưa mấy con game cũ của mình vô luôn đó. Game này nếu như anh em chưa từng chơi thì nó cũng là một cái dạng con game phiêu lưu giải đố. Hôm nào có thời gian rảnh tôi chơi cho anh em. Game này nó có trên mà Epic Store luôn nha. Tôi mà hình như là không có cài vô đây. Anh em nào hay nhận mấy con game miễn phí á, mấy con game miễn phí cho anh em Epic Store á, thì con này nó đã từng miễn phí cho anh em Epic Store một lần rồi. Một con game giải đố rất là thú vị. Anh em rảnh có thể vô chơi con game này. Đó. Nó dạng phiêu lưu giải đố cũng kể về một cái cốt truyện như thế này hồi đó, thấy không? Nhìn giống quá chứ. Cái kiểu tóc mà em này hơi khác một chút thôi, còn màu bên đây là trắng đen nên không biết. Modern Witchgap. Coi thử cái nhà phát hành Gao Fugi này. Game này thì tôi cũng muốn chơi lắm. Cũng có nhận key rồi nhưng mà chưa có thời gian chơi. Có khi nào rảnh thì tôi chơi cho anh em coi. Game này thì hình như là tôi đang có giveaway cho anh em luôn á. Anh em nào đăng ký tham gia giveaway có thể trúng được con này nè. Game này thì có trên mà PC Game Pass, cái gói Xbox PC Game Pass á. Một con game tin bay nói về cái kiểu mà cổ cổ là cái cuốn băng cassette á. Anh em có thể đi bắt thú rồi lai thú luyện thú với nhau, game rất là thú vị luôn nha. Nó có trên mà PC Game Pass á, anh em nào rảnh có cái tài khoản rồi đó chơi. Còn nguyên cái dòng Kingdom này thì quá nổi tiếng rồi. Nên không cần nói nhiều nữa, cái bản mới nhất gần đây á thì nó tương đối khá thôi, thì không có hay hơn bản cũ bao nhiêu. Hiện tại game đang giảm giá rất là ngon nè, ba cái Kingdom nè. Này Kingdom Eye, phần này mới ra vào năm ngoái luôn, giữa năm ngoái. Game này tôi có giveaway đó, anh em lên tham gia thì nhận. Game này hơi lạ. Nè Last Eye nè, nói về cũng mấy cái nhân vật mà giống giống trong con game đó. Doom Keeper, Tay Game, Gokko, Sabo, toàn mấy con nổi tiếng không à. Sắp bộ này hình như cũng được miễn phí một lần cho anh em Epic Store đó. Anh em rảnh rảnh cứ thể lên đó coi thử. Hai bên này thì tương đối giống nhau thôi. Nhà phát hành với mà bên này chắc là một studio lớn luôn. Bắt nọt đó nè, bắt nọt có thời gian tôi cũng chơi thử cho anh em coi. Game này thì tôi không biết. Nhìn cái con nộp DC này tôi thấy quen lắm. Để chích mình nó thành tựu không? The evolution of the most popular cartoon dog in history. Cái này anh em nhìn thấy giống chuột Mickey không? Đó, tôi nghĩ thì cũng thấy giống Na Ná vậy đó. Trời ơi, nhìn nó gớm kìa. Cái bộ trang phục năm 1930 á, nhìn đúng là cực kỳ kinh dị khủng khiếp thiệt. Walton always said that his beagle Monty was the main inspiration for Comet. Comet's first short, Spaceship Boogie. Nhìn đúng luôn á, cái tay giơ lên này, cái tay giơ xuống. Cái chữ W này chắc là One Disney á. Trời ơi, game này nó tròn. Cái này là phim hình như là tôi nhớ quen lắm. Cái này giống Titanic quá nha. The adaptation of one of H.A. Ryan's horror novels. Thoát rồi đó hả?
I've never ridden this thing, but according to my research, the access to the luggage scanning area is inside there. Bên này là cái gì? Dán cái tiền sảnh ở trong cái khu khách sạn. Nice souvenirs. Mấy cái tích cơ này để đeo vô. Game làm đồ họa được phết luôn á. Game này mà đưa cái đống áp chết này, tôi làm con game giải đố cho anh em số dách luôn. Dựng một cái phòng như thế này là tôi làm được con game rồi đó. Hey miss, you can't enter here. Sorry. Exit only. Oops. Oh, I'm sorry. My bad. Nah, I had to try. INEC, the biggest company that never existed. Thậm chí làm cái bìa sách này cũng thấy chất lượng đó. Trời ơi, thiết kế cái logo nè. One of these mugs was in my AA welcome. Những chiếc cốc này được mà sau khi họ chuyển lên tầng thứ 21 thì nó được in ra để chào mừng cái sự kiện đó. Hello. Cái ông này ổng có mà giấc mơ là xây dựng một cái máy bom. Thì sau lúc mà ký hợp đồng được với ông kia á, sau lúc ký hợp đồng thành công á, đây nè, thì cái ước mơ của ổng là thành hiện thực luôn. Ổng xây được cái máy bom như thế này. Nhưng mà sau đó thì mấy cái chương trình này nó bị biến chất dần dần. Nào, cuối cùng nó biến thành nơi một cái gọi là sở thú hình người luôn á. À, trong Rick and Morty á cũng có một cái sự kiện nói về cái này luôn. Nơi mà con người sống trong một cái thành phố mà thập niên 90 á bị tẩy não hết về cái thời đại đó, để giữ những cái nét văn hóa truyền thống của cái thời đó nhiều. Bây giờ dân Mỹ người ta vẫn rất là thích cái kiểu này. Từ động lái của Tesla hả? Đá à? Game này đẹp. Đồ họa làm rất là đẹp luôn. Giấc mơ của ngày mai, bắt tay vào cuộc hành trình khám phá cái những cái thiên tài sáng tạo kỹ thuật nhất thế kỷ 20 này, xây dựng cái thành phố Atreya. Vì sự an toàn của mình, vui lòng ngồi yên ở cánh tay lái đó. Chân và tay nhớ đặt vào trong xe luôn. Nói về cái ông mà Ensign Weston sinh năm 1900 ở một cái cộng đồng nhỏ Minotia. Ước mơ là trở thành một cái tiểu thuyết gia hoặc là một nhà khoa học, nhưng cuối cùng anh ấy lại làm trong một cái lĩnh vực gọi là điện ảnh. À, cậu bé bên khung cửa sổ á, tham gia vào viết kịch bản những năm 30 thì Elliot và anh trai của Donald á đã thành lập cái công ty của riêng họ, cùng nhau tạo ra một cái bộ phim gây thành công về cái mặt doanh thu phòng bé là hai cái phim này, tạo thành những cái tác phẩm kinh điển mà vượt thời gian luôn. Nhưng mà Watson nó muốn tiếp cận cái lượng khán giả rộng hơn bên ngoài cái rạp chiếu phim, cuối cùng anh ấy đã thực hiện nó. Cuối cùng thì cái điều đó đã thành công khi mà TV nó được phổ biến ở khắp cái cư dân ở trên nước Mỹ. Khoa học luôn luôn tìm được cách giải quyết vấn đề. Sau đó thì họ bắt đầu một cái chương trình truyền hình với một cái phim 3D âm thanh hình ảnh video Kiến trúc sư của ngày mai, đã trở thành một trong những cái chương trình phải xem vào mỗi tối thứ bảy của những năm 1950. Đây, chương trình này kết thúc bằng cái sự kiện anh ấy là ở trên cái xe nguyên mẫu nè. Hồi nãy có một cái bản copy ở trong kia đó. Sau một thập kỷ thành công đó, thì Watson gọi là giống như Disney đó, còn được biết nó đến là Watson Media, đã quyết định thực hiện cái dự án tham vọng nhất của mình là mua lại một mảnh đất khổng lồ ở trung tâm để xây dựng cái thành phố ngày mai, một cái thành phố tên là Arcadia, là cái máy bom của chúng ta đó. Arcadia. Hồi xưa hay còn gọi cái bản gốc đó là nguyên mẫu, đó là máy vòm cổ điển hoặc là máy vòm cũ.
trước khi nó có tên gọi là cái dự án kiến trúc của ngày mai. Đáng buồn là trái tim của ông Saturnia đã ngừng đập vào những năm là ngày 6 tháng 3 năm 1963. Làng giải trí thế giới thì ra đi trong cái sự thương tiếc của ông ấy. Việt Nam gì nói vậy? Đó. Còn cái việc mà Kovacs đi đám cưới đâu á thì không có âm tin rồi. Cái sự kiện mà ra mắt của Gaken nó vẫn là một cái sự kiện hot nhất trong cái lịch sử truyền hình nước Mỹ, chỉ sau mà một cái sự kiện lớn nhất, đó là cuộc đổ bộ lên mặt trăng của Apollo thứ 11. Những cái cư dân đầu tiên của cái máy vòm còn không biết cuộc sống riêng tư của họ đang là một cái chương trình mua vui. Sau đó thì máy vòm nó được nâng cấp lên, lớn hơn và rộng hơn rất là nhiều. Cảm ơn rất là nhiều nhà tài trợ khác nữa đồng sáng lập vô. Sau đó thì một cái đạo lực, đạo lực là Bull Bang được hôm qua nên Arkane trở nên phát triển và mở rộng đến cái quy mô mà Watson không thể hình dung được. Cái đạo lực Bull Bang đó là cho phép cái mà Watson nó nhốt mọi người trong đó thì không biết cái gì hết, coi con người như thú vật luôn. Máy vòm thì có thể điều khiển được rất là nhiều thứ, từ cái thời tiết cho đến để mọi người có thể tận hưởng được một cái cuộc sống mà thoải mái nhất có thể. Phát sóng trực tiếp 24 giờ trong suốt 55 mùa liên tục. Đây là một trong những cái chương trình truyền thông được mà xem nhiều nhất trên cái hành tinh đó thời điểm hiện tại. Rồi, xong cái phần giới thiệu, bây giờ thì chúng ta bắt đầu nhập cảnh vào thành phố này. Hành lý của mình sẽ được chuyển thẳng lên cái phòng khách sạn của mình luôn. Bây giờ mình phải đột nhập vô cái phòng hành lý, đưa cái thẻ VIP đó vô mà cái hành lý của mình. Ông nội của Watson có một ước mơ xây dựng một thành phố của ngày mai. Giấc mơ là của ông chủ Don vẫn đang tiếp tục cho đến bây giờ. Cái này là đời cháu ông Watson này. Bây giờ là đến cái bà Vian Vinton này sẽ tiếp tục mà thực hiện cái ước mơ đó. Giấc mơ không bao giờ hiện thực nếu như không có bạn. Tìm đi cái con khốn kia, đó không phải là cái ước mơ của ông mày đâu. Go to that guy nữa chứ. Rồi. Bây giờ xong cái quest này nữa thì chắc tôi nghỉ ngày hôm nay nha. Con game này nó còn rất là dài nữa. Nếu em muốn thì cứ nhắn tôi sẽ tiếp tục chơi. Mà có khả năng tôi vẫn chơi một mình thôi. Còn anh em muốn làm video thì cứ nhắn thì tôi tiếp tục chơi game này thôi. Tôi tốn thời gian tí nhưng mà game này nó rất là thú vị. Không thể ghi dòng được cái bộ điều khiển này. Game này làm đẹp thiệt. Đồ họa, đồ cái thứ, đồ rất là chuyển chỉ luôn. Đó thì như tóm tắt hồi nãy giờ á, là những năm là 1900 á, là cái ông Watson này ổng ra đời. Ổng ban đầu á chỉ là muốn làm cái gì ta, muốn làm cái gì đâu quên mất tiêu rồi, một cái tiểu thuyết gia hoặc là cái nhà khoa học. Nhưng mà sau đó cái thời gian mà môi trường nó đưa đẩy ra, ổng cuối cùng lại trở thành một cái nhà viết kịch bản phim, gọi là cái nhà làm phim luôn, được hoạt động tại bên Hollywood sau rất là nhiều cái dự án thành công, thậm chí gọi là cái tác phẩm kinh điển luôn á. Là giống như cái con game Call of Duty hồi nãy mà đưa lên đó, cũng của nhà phát hành luôn nè. Thì đó là một những tác phẩm kinh điển thành công của họ, của ông đó, của ông Watson này. Rồi sau đó thì dòng đời đưa đẩy, ông tiếp tục phát triển thành lập lên một cái là Watson Media. Watson là Picture, Picture đó. Thì sau này cái Watson Picture nó phát triển gọi là thành cái Watson Studio này. Cái Watson này, Watson gì quên rồi đó. Watson Media đúng rồi. Thì cái Watson Media thực hiện cái dự án lớn nhất trong cái thập kỷ luôn, đó là xây dựng một cái nơi sinh sống cho con người trong võng đó, gọi là cái máy vòm á, Arcadia mà hồi nãy giờ chúng ta coi đó là nó đó. Xây dựng cái máy vòm đó cho con người ở võng sống và sinh hoạt, sau đó truyền hình trực tiếp để những người bên ngoài
xem và mua vui trong đó luôn. Thì những cái người mà xui xẻo á, không, lúc nãy đó thì chưa, thì sau một thời gian phát triển có đầu tư đầu lên hơn rất là nhiều, thì khoảng 30 năm sau á, lúc đó thì ổng chết rồi. Ông quá xanh chết rồi, tới đời con người cháu bà lên là cái bà hồi nãy á, cái bà này nè đó, cái bà này lên nắm quyền, thì sau đó mới mà cải cách nó theo hướng rất là tiêu cực. Khi ký được cái hợp đồng cái đạo lực Butrak gì đó là coi như người dân ở trong là không biết gì về thế giới bên ngoài luôn, vẫn sống là làm việc bình thường, coi cuộc sống của họ là cái chương trình truyền hình cho những người bên ngoài này xem. Cuối cùng thì ai bị mà vô tệ nhất á thì sẽ bị đào thải khỏi cái chương trình đó cho nó đỡ tốn vào tài nguyên. Thì phải có vào có ra nhé, vì cái lớp sau này lại tiếp tục sinh sôi và phát triển lên, sống trong một thế giới mà không biết bên ngoài nó là cái gì. Tóm tắt thì nãy giờ như thế thôi. This must be the cast member's room. Đây có thể là phòng của nhân viên. Cái này thì nó đang nhảy theo Disney mà, cũng một cái đế chế truyền thông rất là nổi bật bên mà Hollywood. Đầu tiên thì indicates an animatronic malfunction. Cái mà xử lý cái mà khi mà có lỗi gì đó, cái đầu tiên á thì mình sẽ ấn cái nút đỏ này ở cái phòng S1. Cái phòng S1 là phòng nào đó? Ấn cái nút S1, sau đó thì sử dụng cái chìa khóa của mình để thực hiện cái thủ tục ghi đè. Chọn cái mà nơi mà, chọn cái tình huống mà mình muốn ghi đè chỗ nào, sau đó điền cái mật khẩu vào trong này. Khi mà cái đèn nó đỏ lên thì kết thúc cái quá trình ghi đè này, cửa nó sẽ mở ra. An attraction always loses a bit of its charm when you see how it works from inside. Not this one. Didn't have any charm to begin with. Bắt đầu giải đố nha. An attraction always loses a bit of its charm when you see how it works from inside. Not this one. Didn't have any charm to begin with. Mật khẩu tự động là 9518. This must be the key for the manual override. Mình lấy được cái chìa khóa rồi. Bây giờ ấn cái nút đỏ 9518, mở cái chìa khóa, chọn cái cửa 9518 là cái này. Mở cái S3 đúng không đó? Cái Section 3. Ride that thing again? No way. Nó không cho mình đi nữa thì mình phải làm gì? Thôi, game này hôm nay chơi đến đây được rồi. Có thời gian tôi sẽ chơi thêm. Game rất là thú vị nha. Rồi, bye bye anh em.